Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành đi hồi sinh một em chim cổ đại nha các bạn. Đây là em Confucianus nha các bạn. Đó, hay còn được gọi là Khổng Tử nha. Đó, nó được đặt theo tên của Khổng Tử ở bên Trung Quốc đó các bạn ạ. Đó, ở đây thì mình có 6 cái DNA luôn. Cho vào mấy cái thùng cấy liền. Ok. Đó. Và tiếp theo đó thì mình sẽ tiến hành chế tạo mấy cái shifter nha các bạn. Đó, mấy cái máy sàng lọc gì nè. Đây, mấy cái sàng lọc tự động. Ồ, mình sẽ chế tạo 6 cái. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành đặt nó lên mấy cái hopper bên đây luôn. Ồ, đây, shifter đi các bạn ơi. Công thức thì rất là dễ dàng đó. Đây, 6 cái chúng ta đặt lên đây. Ok. Rồi, thì mấy cái shifter này mình có thể cho cát vào để cho nó sàng ra nha các bạn. Nó có thể sàng ra hóa thạch nè. Chúng ta có thể cho cát nè, cho sỏi, cho đất và cũng như là cho cái loại đất đỏ. Nó sẽ tiến hành sàng ra các bạn ơi. Vậy chúng ta coi thử nó sàng được cái gì nào. À, nó sàng được một cái bột xương rồi nè. Trời ơi, nãy giờ không có kết quả gì hết. Nhưng mà quan trọng thì mình muốn nó sàng ra cái Dominican Ember. Đó, cái này đây các bạn ơi. Đây là cái mà chúng ta rất là cần đây. Ok, Dominican Ember. Rồi. Thì để cho nó tự sàng đi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này và tiến hành xây chuồng của con Confucianus nha các bạn. Đó. Thì cái chuồng này mình sẽ xây cách cái chuồng của con Pteranodon khoảng 10 ô nha. Đó, chúng ta sẽ cách ra 10 ô. Rồi, tiến hành xây luôn tại đây nha các bạn. Thì cái chuồng này mình sẽ xây theo cái kiểu là lồng chim nha. Tại vì các bạn yêu cầu mình làm khá là nhiều. Nhưng mà cái kiểu lồng chim thì nó khá là hẹp đó nha các bạn. Nó không có được rộng rãi như cái chuồng hình cái hộp như mình đâu. Đó. Rồi, mình sẽ đặt ở đây là cái cổng nha. Ok. Cái cổng sẽ bằng cobblestone. Đó. Mình mấy con này là chim cổ đại thôi nên nó không có khả năng phá hủy mấy cái block. Nên các bạn cứ yên tâm. Ok, mình sẽ chia sổ thêm một mớ cobblestone này. Đó. Rồi, làm xong cái cổng nè. Ở đây mình sẽ đặt luôn mấy cái piston đây luôn nha các bạn. Đó. Và chúng ta sẽ lắp mấy cái cobblestone màu trắng này vô đây luôn. Đó. Và đặt một cái cửa bằng sắt ở chỗ này. Ok. Rồi. Khá là ổn rồi đúng không? Để bây giờ mình sẽ tiến hành xây cái khung cho nó cái đã. Thì cái đường chéo nó sẽ là 6 ô nha các bạn. Đó. Mình sẽ làm cái đường chéo 6 ô và tiếp tục nối ra 9 ô như thế này. Đó, tiếp tục lại cái đường chéo 6 ô thôi. Thì cái chuồng kiểu lồng chim này nó sẽ có hình kiểu lục giác nha các bạn. Đó. Rồi, ra ngoài này. Anh nha, chỗ này bị phạm rồi nè. Rồi, chúng ta sẽ ra thêm 9 ô nữa. Ra như này mới đúng. Nãy mình đặt lộn các bạn à. Ok, để mình đập cái này đi chứ đã. Đó. Rồi, được một cái khung rồi nè các bạn. Rồi chúng ta phá cái block này luôn. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng cái loại reinforced glass nha, cái loại kính cường lực luôn để mà làm cho nó chắc ăn. Đây, reinforced glass. Chúng ta sẽ tiến hành mình sẽ lên 9 ô reinforced glass trước đi. Ok, lên 9 ô trước nè. Giờ mình sẽ dùng cái cây quan để mà kéo ra cho nó lẹ nha. Đó. Trước tiên là phải chỉnh qua chế độ cột dọc. Đó, rồi mới kéo được. Ok, được rồi đó. Chúng ta sẽ kéo qua thêm 3 ô nữa. Và thêm 3 ô nữa. Thì khúc xây dựng này mình sẽ tiến hành tua nhanh một xíu nha các bạn. Ok.
Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong cái lồng chim rồi các bạn ơi. Và ở đây 6 cái trứng của khổng tử nó đã được cấy xong rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra cái lồng chim và hồi sinh 6 em khổng tử này luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ trang trí bằng mấy cái cây paleo wrap trước cái đã. Wow, căng quá vậy. Trời, cái lồng chim thì nó khá là hẹp như bạn có thể thấy không? Nó rất là hẹp luôn. Nhìn nó đẹp nhưng mà chúng ta phải đánh đổi cái diện tích một xíu thôi các bạn ơi. Rồi, thêm một cây ở đây nữa. Một cây nữa ở đây đứng đi. Ok. Rồi mình sẽ trồng thử một cái cây ở đây nữa. Còn lại mình sẽ thay bằng cái jungle sapling. Bằng cái cây rừng bự ở đây luôn. Wow, khá là ổn chứ. Ok, thêm một cây ở đây nữa được không? Chỗ này là không được rồi. Để mình thay qua bên đây thử. Cũng không được luôn. Rồi, vậy thôi. Ok. Mình sẽ bón một mớ cỏ trước cái đã. Xơi ơi. Bón cỏ. Rồi, ở đây nữa. Và ở đây. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành hồi sinh luôn 6 em khổng tử này nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng một xíu cái đã. 6 em khổng tử. Và ui, nghe tiếng nó như con vẹt các bạn ơi. Mấy cái trứng này thì chúng ta thả ra thì nó 100% là nở luôn nha các bạn. Rồi, quá xịn luôn. Để mình coi thử một con coi. Đây, con này. Đây là con đực các bạn ơi. Và nó ăn cá nè. Wow, khá là xịn. Nó cũng ăn ốc anh Vũ nữa. Ghê quá vậy ta. Đây là loài chim nó có kích thước cỡ cái con bồ câu hiện đại thôi à. Rồi bây giờ để mình sẽ bón cho nó mấy cái nước cốt ra. Trời ơi. Ôi, hết rồi hả? Vậy thì nó chỉ được 4 ngày tuổi thôi. 4 ngày tuổi là mát rồi các bạn à. Và con này sải cánh nó cũng khá là to nè. Mấy con này thì đã được thuần phục hết rồi. Quá xịn luôn. Ở đây. Con này là con gì đây? Thêm một con đực nữa, chắc mình sẽ bón cho nó lên luôn. Bón cho mày lên nha, còn 2 con đực rồi. Để chúng ta kiểm tra xem. 3 con đực, wow dữ vậy. À, con này con cái nè, hên quá. Mắc công chúng ta phải điều chế thêm DNA nữa. Mấy mệt. Ok, vậy thì có một con cái và khá là nhiều con đực rồi đó. Để mình điều tra dân số cái coi. Đâu rồi, bọn này nó trốn ở đâu rồi ta? Rất là nhỏ luôn. Con đực nè. Đâu rồi? À, bên này là 2 con đực bự rồi nè. Bên này. Thêm một con đực nữa. Wow, rất là nhiều con đực luôn các bạn ơi. Vậy là nguyên cái lồng chim này có một con cái thôi. Trời ơi, tốt. Đây mình sẽ trang trí mấy cây lót này các bạn à. Chúng ta đặt như thế này nè. Quá đã luôn. Chỗ này thì không đặt được hả ta? Chắc do bị dính dây leo đó các bạn à. Rồi. Nó đưa qua đưa lại nè, nó chơi nè. Wow, hấp dẫn. Mình sẽ thả luôn mấy cái bon để cho tụi nó chơi đùa nha. Đó. Và một trái ở đây. Ok. Thì ở đây mình đã chuẩn bị mấy cái paleo wrap rồi. Để chúng ta gắn mấy cái lock lên đây các bạn à. Nhìn khá là hấp dẫn. Rồi, gắn một cái nữa trên đây nữa đi. Con này tha hồ chơi đùa luôn nha. Trời ơi. Hấp dẫn. Hay da, cái này chúng ta có thể đặt chỗ này được các bạn à. Cứ đập cái dây leo ra là đập được thôi à. We'll be right back.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã hồi sinh xong 6 em chim cổ đại Khổng Tử rồi nha. Thì nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.